Em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay nhà vườn em lại lên một số mặt hàng cho các bác sưu tầm. Giò đầu tiên là giò kiều tím, mã số 49, 500k, hay rất nhiều phân tơ ạ. Một nguyên tề luôn. Giò rất là to, trồng trên một cái chậu phi 35-40, chậu phi 40 nhé. Giò tiếp theo là một giò quế trắng tháng 8, mã số 48, cũng 500.000. Có hai ngòng hoa, gồm có 3 cây và được 2 ngòng hoa. Sách để vào chỗ râm râm, cho chỗ râm râm, chỗ nắng nên hơi khó nhìn. Đấy, sách lại đây đấy. Quay một vòng nào. Ok, 500.000. Tiếp theo cũng là một giò quế trắng tháng 8, mã số 36, 300k. Giò tiếp theo là một giò tam bảo sắc, mã số 37, 250k. Mã số 40, quế cái chỗ nó râm râm này nhìn cho nó dễ. Quế trắng tháng 8, 400k. Giò này gồm có 6 cây nhé. Mã bao nhiêu? Mã 40, 400k. Giò tiếp theo mã số 47, một giò kiều vàng, 250k. Xoay vòng. Mã số 35, ngọc thạch ba màu ạ, 220k. Mã số 38, ý ngọc, 150k. Giò sơn thủy tiên mã số 39, 200k. Mã số 34, tam bảo sắc, 250k. Mã số 50, một giò hoàng thảo kèn, có 600k, có 8 mầm mới và 4 thân hoa. Một thân 3 dài 30 phân, thân dài 20, thân dài 8 và một thân dài 5 phân ạ. Có 8 mầm gốc mới đang nhú lên rồi các bác nhá. 8 mầm mới. Đây một giò hoàng thảo kèn, mã số 51. Có 2 thân hoa, 4 mầm mới. 4 mầm mới đang nhú rồi, 2 thân, 1 thân dài 20, 1 thân dài 25, 280k. Mã số 33 là một giò đùi gà dẹt, 250k. Một giò hạc phí cho các bác nhé, mã số 32, 200k. Mã số 31, đai trâu ạ, gồm có 10 cây. Cây rất to, lá rất to nhé. Mã số 31, 800k.
mã số 46, tóc tiên hương dừa 150k. Đây một giò chuỗi ngọc ạ. Mã số 27, 180k. Mã số 26, một giò đơn cam 350k. Thanh đạm sữa mã số 25 ạ. Có giá là 200k. Hàng vẫn còn rất nhiều lụ nha các bác nhá. Hoa rất thơm, mùi sữa như thế nào thì mùi của nó giống y như vậy. Mã số 24 hồng nhạn 150k. Đây, một giò đuôi cáo ạ. Mã số 51, gồm có 6 cây. 300k ạ. Xoay các kiểu mặt trước mặt sau trên dưới mọi người xem đấy. Mấy triệu 2. Đây, bây hẳn lên này. Xuống. Để dưới thôi. Đây mã số 42 là một giò hài đuôi công có 5 bông hoa 400k. Cái này. Đấy. Một giò quân tử mã số 30 100k. Giò hai kim này. Mã số 41 là một giò hai kim 150k. Giò này dòng hai kim Lâm Đồng nha các bác nhé. Hai kim Lâm Đồng. Một giò hài cóc si. Giò hài cóc si ạ. Mã số 44, 150k. Đang có hai ngọn hoa rồi. Tiếp theo cũng là một giò hài cóc si. Mã số 43, 200k. Có 3 ngọn hoa. Một chậu hài vệ nữ mã số 45 150k. Giò gà. Đây tiếp theo là một giò hạc vĩ mã số 22, hạc vĩ thiên cung 200k. Mã số 21 là một giò phi điệp tím 100k. Mã số 01 thanh đạm sữa 250k. Mã số 02 một giò long tu xuân 180k. Trời, giờ ở chỗ nào nó không có nắng, ở chỗ này chỗ nào cũng có nắng.
mã số 04, một giò sơn thủy tiên 160k. Mã số 05, Ý Ngọc 150k. Rất nhiều thân. Mã số 06, Hoàng Phi Hạt 250k. Kim Điệp Xuân mã số 07, 150k. Một giò kiều dẹt mã số 08, 350k. Rồi không? Quay đi. Mã số 10, một giò đuôi tròn 250k. Chó hết chó chưa? Mã số tiếp theo, một giò đùi gà tròn, mã số 15, 250k. Rất nhiều phần tờ mà các bác. Mã số 18 là một giò đùi gà 180k. Mã số 11 là một giò đai châu cũng có 10 cây 800k. Đây một giò đùi gà tròn, cây rất tốt, nhiều thân to, 450k, mã số 15. Mã số 13 là một giò Hoàng Phi Hạt 180k. Mầm mới đang lên. Cái giò này đang lên được mấy thêm mấy mầm mới, được 6 mầm non nữa đúng không? Cái giò Hoàng Phi Hạc này đang lên được thêm 6 mầm nữa nha các bác nhé. Mã số 17, đùi gà dẹt 250k. Mã số 19, giò kiều vuông 220k. Rồi. Anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhá. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Em xin chào tất cả mọi người nhá.